Tiếp tục đi tìm thầy thuốc khác cho ta. Thưa đức vua, đây là toàn bộ thầy thuốc giỏi nhất Dương quốc mà thần đã tìm được. Chẳng lẽ không còn cách nào cứu nàng nữa sao? Ta phải làm sao đây? Thật ra vẫn còn một cách có thể cứu được hoàng hậu, nhưng thần cũng không chắc chắn. Hả? Cách gì? Người nói mau. Dạ, đó là nhờ sự giúp đỡ của bà phù thủy Go Thơ phía bên kia khu rừng. Thần nghe nói bà ta có rất nhiều phép thuật, biết đâu có thể cứu được hoàng hậu. Phù thủy Go Thơ à? Phải, sao ta không nghĩ đến chứ? Nhưng thần được biết đường vào khu rừng bên kia đầy hiểm trở, cây cối rậm rạp u tối, dễ vào khó ra, xưa giờ chẳng ai dám đặt chân tới. Vì hoàng hậu, ta nhất định phải thử một phen. Nhưng Goddard còn nổi tiếng là một phù thủy mưu mô độc ác, chắc chắn sẽ không chịu giúp người khác mà không hưởng lợi gì. Thưa đức vua. Đích thân ta sẽ đi đem lễ vật đến để thể hiện lòng thành, cầu xin bà ta giúp đỡ. Kìa đức vua, xin ngài hãy bình tĩnh suy xét, vì mọi trao đổi với phù thủy đều nguy hiểm cho chúng ta. Huống chi ngài là vua nắm giữ trong tay quyền lực và vận mệnh đất nước, lỡ như... Ý ta đã quyết, sáng sớm ngày mai hãy sai lính gác chở theo 3 xe giải dốc châu báu quý hiếm nhất để ta mang qua khu rừng.